Xin kính chào và mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Kim Động quan tâm phát triển hệ thống giao thông vùng bãi sông Hồng. Một cá nhân sáng tạo hệ thống làm miến rong không phụ thuộc vào thời tiết. Tìm hiểu về quy trình chăm sóc nhãn hữu cơ tại thành phố Hưng Yên. Còn nhiều khó khăn trong phòng chống bệnh lao, phóng sự nhân ngày thế giới phòng chống lao 24 tháng 3. Sáng nay, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sau 12 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phan Xào Nam huy động được trên 127 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tự nguyện hiến gần 5.000 m2 đất ở, hơn 25.000 m2 đất nông nghiệp. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã liên thôn được cứng hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,66%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. 4 trên 4 thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa, đời sống vật chất, văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất. Xã Phan Xào Nam chuyển đổi được 280 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây vải trứng, trong đó 80 ha được chứng nhận Việt Gáp, sản phẩm vải trứng của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến được xếp hạng ô cốp 4 sao. Vốn là một xã nông nghiệp có một cái lợi thế rất lớn là có cây vải trứng. Đến khi mà cây vải trứng này được công nhận là cái sản phẩm đặc sản của Hưng Yên, cán bộ và nhân dân Phan Xào Nam quyết định là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về mô hình tổ chức sản xuất. Chính vì có cái sản xuất vải trứng nó đạt được cái năng suất và chất lượng rất cao và tiêu thụ được, nên như vậy là thu nhập của người dân tăng lên rất nhiều. Sáng nay tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, Hội đồng ngũ tháng 3 năm 1979, Lữ đoàn 131 Hải quân tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách đây tròn 45 năm, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng trăm thanh niên của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng tạm biệt gia đình, người thân, lên được nhập ngũ vào Trung đoàn 131 Công binh Hải quân, nay là Lữ đoàn 131 Công binh Hải quân. Đơn vị ra đời đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Các chiến sĩ làm nhiệm vụ xây dựng những công trình chiến đấu và bảo vệ mục tiêu trên các đảo tiền tiêu như Bạch Long Vĩ, quần đảo Trường Sa, Thổ Chu. Trải qua quá trình chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã hai lần được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình. Đoàn đã đến thăm, viếng các đồng đội đã nằm xuống vì nền độc lập của dân tộc tại Nghĩa trang Liệt sĩ, xã Đa Lộc. Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3, sáng nay đoàn xã Đại Tập, huyện Khoái Châu bàn giao công trình đường điện chiếu sáng công cộng trị giá trên 640 triệu đồng tại thôn Minh Khai. Công trình chiếu sáng công cộng thắp sáng đường quê được Đoàn Thanh niên xã Đại Tập vận động người dân, doanh nghiệp chung tay xây dựng, có chiều dài 1,5 km với 32 cột đèn chiếu sáng bằng bóng LED, điểm đầu hệ thống chiếu sáng kết nối từ đường DT379 và điểm cuối tiếp giáp với thôn Chi Lăng trên đường DH55. Với cái ý tưởng đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia giao thông vào buổi tối, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới, sự quan tâm ủng hộ của toàn thể các công ty, doanh nghiệp, người con xa quê hương cũng như là toàn thể nhân dân góp sức vào để chung tay xây dựng cái công trình đèn điện này. Bên cạnh sự ủng hộ kinh phí của đông đảo người dân trong thôn Minh Khai và chủ doanh nghiệp là người xã Đại Tập, riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Thành Ngân hỗ trợ trên 50% kinh phí xây dựng công trình. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn, sáng ngày 23 tháng 3, đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên phối hợp với huyện đoàn Phù Cừ tổ chức khánh thành công trình thắp sáng đường quê và tặng quà khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ. Tại chương trình, đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng thuốc bổ, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho 50 người đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Hoàng. Tặng 10 suất quà, mỗi suất gần 600.000 đồng, gồm hiện vật và tiền mặt cho 10 em thiếu nhi học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Cùng dịp này, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và huyện đoàn Phù Cừ tổ chức khánh thành trao tặng công trình thắp sáng đường quê cho thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng. Công trình có chiều dài gần 1 km với 20 bóng LED, công suất 50W, tổng giá trị công trình hơn 30 triệu đồng. Với diện tích trên 1.500 ha nằm ngoài đê sông Hồng, những năm qua huyện Kim Động
tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vùng bãi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Một trong những giải pháp trọng tâm đó là quan tâm phát triển hạ tầng giao thông tại đây. Gắn bó cả đời với vùng đất bãi ở thôn Hạnh Lâm, xã Vây Động, khu dân cư nằm hoàn toàn ngoài đê sông Hồng, nên ông Tô hiểu rõ những khó khăn trước đây do đường xá lầy lội, nhỏ hẹp, ngập lụt vào mùa mưa. Do vậy, mỗi lần xã thôn kêu gọi làm đường, gia đình ông đều tiên phong hiến đất ủng hộ đầu tiên. Tuyến đường trước nhà ông đã hai lần mở rộng, cũng là hai lần ông và hàng xóm đồng thuận hiến đất. Từ tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm như vậy, thôn Hạnh Lâm hiện có 100% đường giao thông thôn xóm đến nội đồng đều được bê tông cứng hóa, thuận lợi trong đi lại sản xuất của người dân. Là làng quê ở vùng đất đồng bãi ngoài này thì trước nó nhiều năm ngập lụt, đường xá đi lại nó rất là khó khăn. Từ ngày có cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì nhân dân chúng tôi nhiệt tình ủng hộ. Người dân cũng thấy cái việc cần thiết là phải nâng cao cái đường để đi lại, cái đường giao thông nó quan trọng lắm. Năm 2023, huyện Kim Động hoàn thành dự án đường cứu hộ phòng chống lụt bão với chiều dài 8 km đi qua 6 xã vùng bãi. Dự án hoàn thiện như một cú hích về hạ tầng giao thông đối với các xã bởi toàn bộ tuyến đường gom ven sông Hồng, các đường nhánh hiện hữu từ bãi sông và khu dân cư qua các xã đều được cải tạo, nâng cấp và mở rộng. Các địa phương đã tích cực huy động nhân dân lắp đặt đèn đường trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Và năm nay thì nhân dân rất là quan tâm. Chúng tôi lúc đầu thì là tính là chỉ làm có 3 mét thôi. Thế nhưng mà được trên hỗ trợ cho nên là chúng tôi là quyết tâm làm cái đường đều 4 mét trở lên, đặc biệt có chỗ đến 7 mét để cho vừa là sinh hoạt vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi quan tâm đến cái tuyên truyền kết hợp với xây dựng nông thôn mới để làm phát triển cái hệ thống giao thông nông thôn, tiếp tục vận động nhân dân là hiến đất, đặc biệt là những cái đường xương cá mà nó còn cái diện tích nó nhỏ là mở rộng và đồng thời là nâng cấp lên toàn bộ, nó đáp ứng được xu thế phát triển. Từ năm 2015 đến nay, huyện Kim Động huy động nguồn lực đầu tư trên 220 tỷ đồng từ các nguồn để nâng cấp cải tạo gần 110 km đường giao thông vùng bãi. Trong đó, nguồn vốn của người dân ủng hộ đóng góp gần 30 tỷ đồng. Từ hạ tầng giao thông đồng bộ phát triển kinh tế vùng bãi huyện Kim Động, thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực với các vùng sản xuất quy mô lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng gia tăng giá trị sản lượng, qua đó tạo tiền đề thuận lợi cho huyện thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế vùng bãi hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Mặc dù đã về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng xác định tầm quan trọng của tiêu chí môi trường, thời gian qua, xã Tân Dân, huyện Khói Châu vẫn luôn quan tâm coi trọng việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Nhờ vậy, làng quê ngày một đổi mới, sáng xanh, sạch đẹp. Gia đình bà Bùi Thị Sim, thôn Bãi Sỉ 2 đã gắn bó với nghề chăn nuôi hơn 20 năm nay. Trong chuồng trại của gia đình bà, thường xuyên có từ 400 đến 500 con lợn. Khi được địa phương tuyên truyền về việc không được phép chăn nuôi trong khu dân cư, thì gia đình bà Sim cũng như 32 hộ dân chăn nuôi gia súc gia cầm tại địa phương chuyển ra khu vực chăn nuôi ngoài khu dân cư. Bên cạnh đó, để bảo vệ môi trường, các hộ chăn nuôi quy mô lớn đầu tư xây hầm bioga để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Chúng tôi thực hiện theo đúng chính sách của nhà nước, ra đây là lập trang trại và di rời khỏi khu chăn nuôi đang ở chỗ ở ra ngoài cái đồng này, góp phần giúp môi trường nó trong sạch, không bị ô nhiễm. Từ khi xã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Dân phát động nhiều phong trào như phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, thu gom rác thải nhựa, phế liệu sạch, xây dựng gia đình 503 sạch, nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch, thu hút được đông đảo đoàn viên hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia góp phần tạo dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Dân đã triển khai rất nhiều mô hình, cụ thể như là mô hình thu gom rác thải nhựa. Trung bình mỗi năm thu gom khoảng trên 10 tấn, có trên 2.000 hộ gia đình đang thực hiện cái mô hình nhà sạch ngõ sạch. Toàn xã đã có khoảng gần 2 km đường hoa. Hàng tuần là chị em tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm. Qua đó thì cũng đã góp phần cho cảnh quan nông thôn được sạch sẽ. Khi xã Tân Dân đạt nông thôn kiểu mẫu của tỉnh thì để nâng cao và đảm bảo các tiêu chí môi trường hàng năm thì đều nhà đầu tư khoảng hơn 100 triệu để xử lý về môi trường, tiếp tục xây dựng thêm một số điểm xử lý nước thải
các cái điểm ao hồ có ô nhiễm thì đương cho quy hoạch xây dựng lại. Xã đã quy hoạch 2 điểm khu dân cư tập trung để chăn nuôi. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân xã Tân Dân đã phát huy vai trò chủ thể khi thực hiện tiêu chí về môi trường. Một trong những tiêu chí động cần có sự duy trì liên tục bằng những mô hình hay, cách làm hiệu quả thiết thực và phù hợp với thực tế. Là hộ sản xuất lớn của làng nghề truyền thống làm miến rong Lại Trạch, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Trước đây gia đình anh Phạm Văn Tường chỉ sản xuất thủ công, năng suất thấp và hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết để phơi khô miến. Tuy vậy với niềm đam mê, yêu nghề, anh Tường đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất cho phép chế biến miến trong mọi điều kiện thời tiết, giảm công lao động, tăng năng suất chế biến. Trong toàn bộ quy trình chế biến miến thủ công, có hai công đoạn là làm khô bánh tráng và sợi miến vẫn phải phụ thuộc vào thời tiết. Do đó, những ngày không có nắng hoặc nồm ẩm, các cơ sở đều không thể sản xuất vì bánh tráng không thể xe khô và sẽ không thể thái thành sợi. Và sợi miến sau thái không được phơi khô kịp ngay, khiến khi bảo quản dễ bị mốc, đồng thời còn phải có đủ diện tích đất để bắc ráo xếp dàn phơi. Để khắc phục những trở ngại trên, anh Tường đã đi học hỏi rất nhiều nơi. Khi tìm hiểu dây chuyền làm bì gạo có bộ phận sấy khô, anh thấy có một số điểm tương đồng. Tuy khác xa so với dây chuyền chế biến miến, nhưng cũng giúp anh phác thảo ra một cỗ máy liên hoàn vừa nấu bột thành hồ, vừa đảo trộn, tráng bánh, sấy khô, thái sợi. Từ dây chuyền làm bì gạo, sau gần nửa năm, anh đã chế tạo ra các bộ phận để làm riêng cho miến. Mình cũng nung nấu ý tưởng và mình nhờ anh em người ta giúp đỡ về cái khâu kỹ thuật. Và mình cũng phải nghĩ ra để chế thêm những cái để cho theo phù hợp với cái của mình làm miến. Cái miến này thì là khi nấu xong là rất là dính. Nếu như mình lên ngay thì không thể lên được. Phải đi xuôi xuống bắt đầu để làm mát để nó mới nhả được xuống giặt neo thì mới được. Chứ không thì nó sẽ bị neo hết lên, ngược lên và hỏng hết. Đến nay sau 4 năm đưa dây chuyền chế biến miến mới vào vận hành cho phép sản xuất trên 2,4 tấn miến khô trong nửa ngày, năng suất tăng 50% so với sản xuất miến theo quy trình cũ, đồng thời bớt được 3 lao động, tiết kiệm 2 triệu đồng một mẻ so với làm thủ công. Đặc biệt, dây chuyền có hệ thống cấp nhiệt làm khô bánh tráng và sợi miến nên không còn lo phụ thuộc vào thời tiết. Các công đoạn trước đây mất cả buổi, nay chỉ cần từ 35 đến 40 phút. Do sản xuất liên hoàn nên sản phẩm cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế tổn hao. Mình có một lớp bọc vải ở trên nan rồi, cho nên là chống dính được rồi, nên là không phải quét dầu quét mỡ gì hết. Là khi miến ra là không bị hôi, chứ không phải đi ra ngoài trời phơi khi cái bánh mình tráng ra ướt ấy. Nếu thủ công thì mình phải mang ra phơi, thì không may là bụi bặm rồi là thợ người ta phơi thì nhiều khi là người ta cứ vứt lung tung là nó rơi nó vãi. Thế còn của mình là không bụi bẩn, không hao hụt gì cả. Năm 2023, dây chuyền này đã sản xuất gần 300 tấn miến khô và cho thu lãi 700 triệu đồng. Miến của gia đình anh Tường được xuất bán tiêu thụ rộng rãi thị trường trong cả nước. Những năm qua, theo chủ trương của tỉnh, nhiều hộ dân hợp tác xã nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang từng bước đổi mới phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ, Việt Gáp. Vậy nhãn hữu cơ Việt Gáp được trồng và chăm sóc như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Anh Bùi Xuân Sử là thành viên đầu tiên ở hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, chuyển đổi thành công quy trình chăm sóc hơn một mẫu nhãn của gia đình theo hướng hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Trong 2 năm 2022-2023, nhãn quả của gia đình anh được gửi mẫu đi kiểm nghiệm hơn 800 chỉ tiêu, tất cả đều đạt theo những yêu cầu hữu cơ khắt khe nhất. Giai đoạn nhãn ra hoa gặp thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều, anh dùng chế phẩm gừng, tỏi, ớt, rượu pha loãng để diệt trứng và xua đuổi côn trùng hàng tuần. Sử dụng phân bón làm bằng ngô, đỗ, cá, rỉ mật ngâm với chế phẩm sinh học để tạo thêm vi sinh vật cho đất. Dù chi phí nhân công nhiều hơn nhưng vật tư đầu vào lại giảm. Thời điểm này thời điểm vàng để mình quyết định rằng là nhãn mình năm nay có thành công hay là không. Nếu mà mình bỏ qua cái giai đoạn này thì cũng có năm là nó bị cháy hết hoa. Chúng tôi phun phòng trừ sương mai tán thư hoa là dùng nano bạc để phòng trừ. Còn phun phòng trừ sâu dày dẹp thì chúng tôi dùng cái chế phẩm sinh học. Cái thành phần của nó là gừng, tỏi, rượu, ớt. Thứ nhất là nó bảo vệ môi trường.
Thứ hai là nó làm cho cái không khí ở khu vực của mình ở mình cây tác này rất là tốt. Không chỉ sử dụng các chế phẩm sinh học cho vườn nhãn của gia đình, anh Sử còn hướng dẫn một số hộ trong hợp tác xã chăm sóc nhãn theo quy trình hữu cơ. Các hộ được học cách chuyển đổi từng bước để nhãn không bị sốc dinh dưỡng. Đầu tiên là nó đảm bảo cho cái sức khỏe mình. Hai nữa là mình thấy là cái chất lượng của nhãn thì nó cũng không cũng ngon hơn. Mình làm mỗi năm mình tăng lên và sao vừa làm vừa tìm hiểu. Mặc dù diện tích nhãn hữu cơ chưa nhiều, nhưng đây là tín hiệu vui cho thấy tư duy canh tác của các nhà vườn trên địa bàn thành phố đã có những thay đổi tích cực. Cùng với thực hiện quy trình sản xuất nhãn sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, các hợp tác xã cũng từng bước mở rộng vùng trồng nhãn đặc sản thông qua việc ghép cải tạo giống nhãn cùi cổ, đường phèn trên các vườn cây nhãn tạp, già cỗi để nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm nhãn Hương Yên so với nhãn của các địa phương khác. Với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc, tái phát, kháng thuốc, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh lao, hướng tới thanh toán bệnh lao vào năm 2035, thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã tăng cường các hoạt động trọng tâm trong công tác phòng chống lao. Tuy vậy đến nay, công tác phòng chống loại bệnh nguy hiểm này vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Phóng sự nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3. Cuối năm 2023, ông Huỳnh ở thôn Bài Khê, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ vô tình phát hiện ra bệnh lao phổi trong lần Bệnh viện Phổi Hưng Yên về khám sàng lọc tại địa phương. Gần 40 người dân khác trong xã cũng được phát hiện ra bị lao tiềm ẩn, cần điều trị dự phòng. Mấy tháng nay, ông Huỳnh uống thuốc và tái khám đều đặn. Hiện sức khỏe của ông cơ bản ổn định và đang tiếp tục điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Bản thân tôi cũng là người chủ quan, mình cũng không đi định kỳ để khám bệnh. Thành ra là nếu như hôm đó mà không có trung tâm của tỉnh về thì mình cũng không biết là bản thân mình có bệnh. Việc còn nhiều người dân lơ là chủ quan, hiểu biết về bệnh lao còn hạn chế, sợ bị cộng đồng kỳ thị, ngại tiếp cận xét nghiệm bệnh đã khiến cho công tác phát hiện và thu nhận điều trị bệnh nhân lao gặp nhiều thách thức. Cùng với đó là những khó khăn do quy định chuyển thanh toán chi phí chữa bệnh lao theo bảo hiểm y tế, cán bộ làm công tác phòng chống lao tuyến huyện, xã thiếu và kiêm nhiệm nhiều công việc. Chúng tôi là những người công tác kiêm nhiệm thôi chứ không phải là công tác điều trị lao cụ thể. Thế nên là nó cũng có một số cái hạn chế là mình chỉ đến tuyên truyền, vận động được người ta. Người ta đi được thì tốt mà không đi được thì mình cũng phải chịu. Trước đây chúng tôi sẽ cấp thuốc về tại trạm. Và các bác sĩ ở trạm sẽ cấp thuốc và quản lý bệnh nhân điều trị. Nhưng bây giờ bệnh nhân lại lên trên trung tâm y tế huyện để lĩnh thuốc. Bệnh nhân sẽ ngại mất thời gian và cũng có phát sinh thêm một phần chi phí. Cho nên là cái đó cũng là một phần khó khăn cho ngành chống lao. Năm 2023, Bệnh viện Phổi Hưng Yên đã phát hiện và thu nhận điều trị cho trên 700 bệnh nhân lao các thể. Tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 97%. Phát hiện gần 400 bệnh nhân lao phổi AFB dương tính có nguồn lây cơ bản trong cộng đồng. Chỉ định xét nghiệm gen X-Pex cho hơn 980 bệnh nhân nghi lao kháng thuốc. Khám sàng lọc cho hơn 10.000 trường hợp nghi lao tại 67 xã của 4 huyện Kim Động, Văn Lâm, Khoái Châu và Tiên Lữ. Tùy những cơ địa bệnh nhân và có thể có các cái triệu chứng khác nhau. Nhưng tuy nhiên thì các cái dấu hiệu chung để nhận biết một cái người bị lao phổi thì chết là có cái ho khạc kéo dài trên 2 tuần, ho ra máu, sốt nhẹ về chiều, rồi sốt cân và điều trị kháng sinh trên 2 tuần không đỡ. Thì các cái biện pháp phòng chống bệnh lao là ta tiêm vaccine sớm cho cái trẻ mới sơ sinh, thứ hai là điều trị sớm cho những cái đối tượng nguy cơ như là lao HIV, lao tiềm ẩn. Và tất cả những cái bệnh nhân đã bị lao thì phải điều trị sớm, phát hiện sớm. Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay có chủ đề đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, đồng thời mang đến hy vọng và niềm tin rằng việc chấm dứt bệnh lao là hoàn toàn có thể khi chúng ta tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống bệnh lao. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.